Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc Realme 10 Pro Plus các bạn nhá. Thì lúc nãy mình có quay cái chiếc Realme 10 Pro ấy, nó là màu đen. Thế là mình nhìn hơi ngứa mắt ấy. Thế nên là mình sẽ có một chiếc máy Realme 10 Pro Plus phiên bản màu xanh lá. Mình rất thích màu xanh lá, thế nên mình sẽ bảo hộ chiếc máy này. Xem màu xanh lá, năm nay nó có gì đặc biệt không? Xem nó có giống chiếc máy Xiaomi 13 Ultra 20 triệu không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đây mình sẽ bảo hộ nhá. Đây các bạn này, đó, thì nó cũng chả khác gì chiếc Realme 10 Pro Plus và cũng chả khác gì chiếc Realme 10, cái hộp nó cũng tương tự như vậy thôi, nó sẽ có màu trắng và có đường gân như này. Ở phía dưới chúng ta sẽ có màu vàng nhá, y như chiếc Realme 10 và Realme 10 Pro 1 Pro thôi. Đó, chúng ta nhìn này, đó. Ở trên này thì chúng ta sẽ có số series cũng như là tên máy. Phiên bản này mình đang bóc là phiên bản 12GB RAM, 256GB bộ nhớ trong nhá. Sản xuất từ tháng 7 năm 2023, rất là mới. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho màu xanh lá nhá. Đó. Đó, chiếc máy này thì nó không giống chiếc máy kia, đó là nó sẽ vẫn đựng cái ốp lưng vào trong cái hộp như thế này, chứ không bỏ riêng ra như chiếc máy Realme 10 Pro kia nữa, 11 Pro kia nữa. Đó. À, cái lưng lần này thì mình vẫn bảo là lần trước thì là cái lưng màu silicon màu đen để tránh ố, thì bây giờ chiếc máy này thì silicon màu trong suốt nha, dễ bị ố như hàng của Xiaomi thôi. Đó, máy MB thì các bạn có thể nhìn thấy gần màu xanh này. Đó, cái màu xanh này sẽ tươi chứ nó không màu xanh giống như cả Mi 13 Ultra đâu, mình sẽ bỏ qua nha, tí mình sẽ là thân sau. Ở dưới này chúng ta vẫn có tương tự như vậy thôi. À, cái sạc này là sẽ là sạc 100W, mình cứ tưởng là sạc 6W thôi, nhưng mà đây là sạc 100W luôn các bạn nhá. Sạc 100W thôi luôn. Đó. Điều đặc biệt nhá, chiếc Realme 10 1 Pro Plus này chỉ đắt hơn mấy trăm nghìn thôi các bạn ạ. Chứ không đắt hơn nhiều so với chiếc Realme 10 1 Pro kia đâu. Đó, dây sạc tương tự như vậy thôi, nhưng chúng ta sẽ có một cái sạc 100W. Camera sẽ mạnh hơn và nhiều thứ khác ngon hơn nữa. Đó, bây giờ mình sẽ cùng kéo nó nhá. Đây các bạn này. Màn hình cong tương tự như 11 Pro và tương tự như 10 Pro Plus các bạn nhá. Đó, các bạn nhìn từ sau lưng nhá. Rồi, cái màu xanh này. Đây chúng ta sẽ có một cái lớp lưng da rất là đẹp nhá. Vô cùng là đẹp luôn, lưng da rất là đẹp luôn nhá các bạn ạ. Dưới này chúng ta sẽ có một cái đường gân màu xanh giống như là cái chỉ bên trong ấy, rất là đẹp. Cụm camera tương tự như 11 Pro thôi, nhưng mà nó là 200 megapixel các bạn ạ. 200 megapixel luôn nhá. Phải nói chiếc máy này rất đẹp. Chiếc máy này thì cũng chỉ có loanh quanh 6 triệu thôi các bạn ạ. Loanh quanh 7 triệu cho cái phiên bản 12256 rồi nhá. Đó, bạn nào đang máu cái màu xanh này thì các bạn phải liên hệ ngay mình nhá. Mình rất thích màu xanh này, mặc dù mình không hợp mệnh màu xanh ở đâu, nhưng rất thích nha. Rất là đẹp ở đây. Đó, để mua chiếc máy này các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này, hoặc là các bạn có thể lên website mình là mn.vn để đặt hàng, trong đó chúng ta có thể trả góp được, chỉ cần với chứng minh thư thôi nhá. Còn các bạn mua trực tiếp các bạn qua 170 Lạch Tray có thể để trải nghiệm chiếc máy này. Chiếc máy này thì mình đã bóc siêu rồi, nên các bạn qua trải nghiệm thoải mái nhá. Và mình sẽ bán rẻ hơn so với chiếc máy nguyên siêu bình thường nha.